Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi đáp Phật pháp, chương trình do kênh thông tin tổng hợp Phật sự online thực hiện. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình trong số phát sóng kỳ này, chúng tôi lại tiếp tục được lắng nghe những chỉ dạy của Đại đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thông tin truyền thông Trung ương, Phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và kính thưa thầy, cũng theo yêu cầu của quý khán thính giả đã gửi về cho chương trình, thì chúng con xin tiếp tục đọc một câu hỏi từ khán giả có pháp danh là Diệu Ngọc. Câu hỏi của bạn Diệu Ngọc như sau: Dạ mô Phật, xin thầy cho chúng con biết được là người Phật tử thì nên hoằng pháp bằng cách nào cho phù hợp và hiệu quả, và có nên đăng những lời dạy của Đức Phật lên trên trang mạng xã hội hay không, vì những giáo lý này tưởng chừng là gần gũi nhưng khi thực hiện thì rất là khó. Dạ vâng, con xin phép thầy chia sẻ cho bạn Diệu Ngọc. Kính thưa các quý vị Phật tử, thưa bạn Diệu Ngọc, theo quan điểm của thầy thì cái thời đại 4.0 này, thế kỷ 21 này, thì có thể nói là mạng thông tin xã hội bùng nổ, có rất nhiều thứ ở trên đó, tốt có, xấu cũng có, mà đại đa số là xấu nhiều hơn tốt. Chính vì vậy các Phật tử chúng ta thường xuyên đăng lên cái trang mạng xã hội của cá nhân mình những cái đoạn kinh Phật được trích dẫn, dạy về đạo đức, về lối sống lành mạnh, dẫn đến cái sự an lạc và hạnh phúc. Thì thầy nghĩ rằng cái việc đó là việc rất là tốt. Đặc biệt chúng ta lại có thể đăng lên những bài giảng của chư Tôn Túc, những bậc tu hành chân chính, những vị pháp sư, những vị thiền sư, những vị đạo sư, để làm kim chỉ nam. Trước hết là để nhắc nhở, sách tiến chính bản thân mình trên bước đường tu tập. Và thứ nữa, đó là để gieo duyên cho các tín đồ Phật tử, cho các đồng tu. Thì thầy nghĩ rằng đây là một việc tốt, nên làm. Ở trên mạng xã hội bây giờ như thầy vừa nói đó, thiện có và bất thiện cũng có. Theo Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, Ngài nói rằng 10 cái thông tin trên mạng xã hội bây giờ thì có đến 8 thông tin là giả, là không tốt. Chỉ có 1 đến 2 thông tin là thật, là tốt mà thôi. Cho nên, là một Phật tử, Hòa Thượng cũng khuyến khích các Phật tử và các đồng tu, nếu có đăng các thông tin lên mạng xã hội, thì mình chỉ đăng những cái thông tin tích cực, mang cái tính giáo dục cao về đạo đức, về nhân cách, nhân phẩm, để cho chúng ta hoàn thiện cuộc sống. Thì đó chính là gì? Là Phật, là đệ tử của Phật. Còn nếu chúng ta thích xem, nghe và đăng lên những cái thông tin giật gân, những thông tin mang tính chất bạo lực và những cái hình ảnh phi truyền thống đạo đức, văn hóa dân tộc, thì đó chính là gì? Là ma. Ma không phải là nó hiện hình từ trên trời xuống, hay cũng không phải là từ dưới đất trồi lên mới gọi là ma, mà ma chính ở trong tâm thức của chúng ta, trong lời nói, hành động của chúng ta. Cho nên là một tăng ni, một Phật tử, không chỉ Phật tử đâu mà kể cả tăng ni, chúng ta cũng nên chia sẻ những bài pháp hay, những bài giảng quý của chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư và chư Tôn Túc lên trên trang cá nhân của mình để cho nhiều người biết tới. Thì đó cũng là một cái công việc là hoằng pháp và hộ trì chính pháp, để cho mọi người
họ vào đấy, họ bất chợt nhìn thấy. Dạ, vâng ạ. Nếu họ có duyên với Tam Bảo với Phật Pháp thì họ càng tăng trưởng ở tín dạ. tâm. Nếu họ chưa có duyên thì biết đâu, đấy dạ. cũng là một cơ duyên rất tốt dạ, để cho những người đó được kết duyên với Tam Bảo. Dạ. Cho nên quan điểm của Thầy thì Thầy nghĩ rằng cái việc mà đăng những cái bài giảng, những cái đoạn kinh của chư Phật, chư Tổ dạ. Chỉ dạy cho chúng ta tu tập lên trên các trang mạng xã hội cá nhân của mình dạ. Thì đây là cũng là một việc làm tích cực dạ. Tuy nhiên chúng ta cũng không được khởi cái tâm là chúng ta đăng lên là vì gì? Vì mong cho mọi người câu view, câu like dạ. Rồi mọi người dạ. vào để bình luận, để khen ngợi chúng ta là người tu hành cao, là người có đạo đức, là người thực hành chính pháp. Đây mới là bậc tu hành chân chính ở trong Phật giáo chúng ta. Thì đấy đã là ngay cái ý niệm đó, cái tâm niệm đó, cái hành động đó đã là sai rồi. Cho nên chúng ta nếu có đăng thì bằng cái tâm niệm, bằng cái ý nghĩ và bằng cái mong muốn đó là đem chính pháp của Đức Phật lan tỏa rộng khắp muôn phương, khiến cho ai nhìn thấy cũng được hoan hỉ, cũng đều hoan hỉ và phát được cái tâm bồ đề rộng lớn. Thì đấy chính là cái việc làm tốt. Cũng một hành động như vậy, nhưng chỉ cần chúng ta khởi cái tâm vì mong cầu, vì tiếng khen hay là vì bất cứ một cái điều gì khác ngoài chính pháp thì đều là tà pháp, đều là sai. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cần lưu ý những cái điểm đó. Dạ. Mỗi khi chúng ta đăng lên các trang mạng xã hội của mình những cái bài pháp thoại hay là lời kinh Phật thì chúng ta nên lưu tâm ở cái điểm đó thôi. Nếu chúng ta đã làm được cái điều đó thì tự nhiên công đức trí tuệ của chúng ta sẽ được tăng trưởng bằng những cái việc làm thiện, bằng những cái việc hộ pháp như vậy thì khiến cho giáo pháp ngày được một lan tỏa. Cho nên đây thì chính là cái việc làm rất là tốt. Các Phật tử chúng ta nên tùy hỷ, và theo quan điểm của Thầy thì đó là việc tốt. Còn có thể với những người khác hoặc một bộ phận khác thì họ lại nghĩ rằng đó là việc xấu. Thì ở trên xã hội này chúng ta cũng không thể nào là bắt ép họ phải đi theo cái định hướng của mình, cái hiểu của mình. Kể cả Đức Phật khi còn tại thế, cho đến tất cả hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Ngài bây giờ, Ngài cũng không bao giờ là bắt ép ai phải nghe theo Ngài, phải làm theo Ngài và phải đi theo con đường của Ngài. Cho nên thì là một Phật tử, kể cả người xuất gia như các quý thầy thì cũng cần nên hiểu và thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Phật Pháp là nhân duyên, là tùy duyên. Có duyên thì sẽ được hóa độ, không có duyên thì có ở ngay trước cái mặt Phật, có sống cùng thời với Đức Phật thì cũng không thâm nhập Phật Pháp được vậy. Cho nên thì Thầy nghĩ rằng cái việc làm như cô Tâm Anh vừa nêu qua một câu hỏi một bạn Phật tử đó, Thầy nghĩ rằng quan điểm của Thầy ạ, Thầy nói là quan điểm của Thầy ạ, đó là gì? Là rất tốt, rất phù hợp với chính Pháp. Còn thì cái tâm như thế nào thì tự chúng ta phải hướng đến là làm sao để cho viên mãn cái công đức, việc hướng thiện của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mô Phật, khi mà con nghe những chia sẻ của Thầy thì con cảm thấy cũng tự tin hơn trong cái việc mà mình đăng tải lên những cái lời dạy của Đức Phật, của Chư Tổ hay những lời hay ý đẹp về triết lý đạo đức sống. Con nhớ một lời dạy của Tổ Trí Tịnh Vạn Đức, đó là biết thiện thì làm, đến đâu thì đến. Cho nên là đây cũng là một cái kim chỉ nam trong cuộc sống của con. Khi mà con biết rằng đây là một việc thiện đem đến lợi ích cho bản thân mình và cho tất cả mọi người, thì con cũng cố gắng, con sẽ tiếp tục thực hiện. Tuy rằng là không thể tránh được những lời mà gọi là không đồng tình của một số người. Tuy nhiên là con thấy quan trọng nhất vẫn là do bản thân mình. Ngoài việc nói thì mỗi ngày một chút mình thực hành, thì như vậy thì cái sức thuyết phục nó sẽ cao hơn. Cái việc tu tập ấy, các Phật tử chúng ta cũng không nên khởi được cái tâm là mình phải làm được điều đó trọn vẹn thì mình mới được tuyên truyền, mới được quảng bá, mới được đăng tải những cái bài pháp của Đức Phật hay những bài giảng của chư Tổ, chư Tăng lên trên trang mạng của mình.
À, xin thưa các quý vị, Đức Phật cũng phải trải qua hàng nhiều kiếp tu hành thì mới thành Phật. Và đến cả các quý thầy đấy cũng vậy thôi. Khi mới vào chùa, phải cái đầu tiên phải học làm tiểu ít nhất là gì? Là 3 năm. À, đây là học làm tiểu đấy nhá. Tiểu là gì? Là nhỏ. Là những người mới bước chân vào cửa Phật, xin được đầu Phật xuất gia để học hỏi những cái giáo lý cơ bản như là oai nghi, đi đứng nằm ngồi, như là những cái phép tắc tam quy ngũ giới mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên người xuất gia còn phải trải qua một cái thời gian thực hành từ cơ bản, có thể từ thấp cho đến cao, từ là chú tiểu, xong mới đến sa di, xong mới đến tỳ khiêu hoặc là tỳ khiêu ni, vân vân. Cho nên là cái tuần tự tu hành nó cũng phải trải qua cái thời gian như vậy. Nếu chúng ta chờ rằng bao giờ mình phải làm được những cái điều đó thì mình mới được hoằng pháp, mới được đăng những cái bài giảng của, và lời kinh của chư Phật chư Tổ lên trên trang Facebook của mình, thì như vậy là cũng thầy nghĩ là cũng không đúng. Bởi vì trong quá trình tu hành, cốt là mình giác ngộ, mình hiểu được lời dạy của chư Phật chư Bồ Tát chư Tổ, cái việc đó là việc thiện. Ta nên cố gắng thực hành, mặc dù chưa thành tựu viên mãn cái việc làm chư Phật chư Tổ dạy ấy, nhưng chúng ta thì cũng muốn người khác được giác ngộ và được thực hành theo. Biết đâu khi chúng ta đăng những bài giảng đó lên, cái người đó lại giác ngộ trước, người đó lại thành toàn trước chúng ta, thì đấy là một việc là cực kỳ là có phúc cho chúng ta rồi. Không cứ là chúng ta là người hiểu biết trước, chúng ta phải giác ngộ trước. Giống như thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy cho 5 đại đệ tử bài pháp Tứ Diệu Đế. Và Ngài sau khi 5 tôn giả, tức là 5 anh em ông Kiều Trần Như đó, ngộ được chính pháp và đắc chính pháp, thì Đức Phật dạy là 5 anh em đi mỗi người phương để giáo hóa, để đem ánh sáng của Phật Pháp, giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật truyền bá rộng khắp ở thế gian. Và tôn giả Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên khi chưa gặp Phật để xuất gia đó, thì Ngài gặp chính này tôn giả Mã Thắng, là một trong 5 anh em ông Kiều Trần Như, đệ tử của Đức Phật đầu tiên đó. Đó, nghe một cái bài kệ mà ngay lập tức tôn giả Xá Lợi Phất đã chứng được thánh quả A-la-hán, đúng không? Đó có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật nó giống như là vị nước biển. Thì cho dù biển ở Việt Nam hay là biển Trung Quốc hay biển Nhật Bản hay biển Mỹ, biển bất cứ quốc gia nào đó, thì nó đều là có một vị, đó vị mạng. Giáo pháp của Đức Phật cũng có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Cho nên chúng ta đem chia sẻ. Có thể mình chưa cảm được cái vị đó, thì người khác thì đã cảm được. Thì cái này là cái duyên của mỗi người. Cho nên các Phật tử cứ hoan hỷ, cứ mạnh dạn đem đăng những cái bài pháp thoại, những cái lời kinh dạy về đạo đức, về nhân quả, về lối sống tốt đẹp trên cuộc sống này, để truyền tải cái thông điệp từ bi, hỷ xả, chính giác của Đức Thế Tôn đến với cái thế giới ngày càng loạn lạc thông tin này, thì thầy nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ rất là tốt đẹp. Dạ, mô Phật. Dạ, như vậy thì qua lời chia sẻ của Đại Đức Thích Đạo Thịnh thì bạn Diệu Ngọc hãy tự tin lên nhé. Nếu mà chúng ta hành động bất cứ việc gì, không chỉ là đăng tải những lời dạy của Đức Phật lên trang mạng cá nhân đâu, với một cái tâm trong sáng, với một trí tuệ của người học Phật và cái tâm muốn hoằng truyền Phật Pháp, thì đây là một việc làm rất là thiết thực và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình về cho chương trình Hỏi Đáp Phật Pháp, và cảm ơn thầy đã có những chia sẻ rất ý nghĩa để cho những hàng Phật tử như chúng con có những cái cách mà chúng con có thể việc vừa hộ trì Tam Bảo, vừa hoằng trì chánh pháp một cách thiết thực hơn và hiệu quả hơn. Chương trình Hỏi Đáp Phật Pháp kỳ này đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kỳ sau.